để mà nói trong vi biết, Đào Bá Lộc chính là một trong những nhân vật có những phát ngôn gây ấn tượng cực mạnh. Nói câu nào là thành quốc câu đấy, mà nhất là khi anh chàng này nói về chuyện yêu đương. Điển hình như vừa mới đây, dân tình lại được phen trao đảo khi nghe Đào Bá Lộc nhắc nhở hội chị em về lý do chưa tìm được bộ đúng chuẩn. Ngẫm nghĩ thật kỹ thì hội chị em bạn gì nấy đều phải gật gù công nhận, hơi phủ chút nhưng mà quá ư là có lý đi. Đào Bá Lộc nói, muốn có người yêu thì mấy bà phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nha ăn không đúng bữa ngủ không đúng giờ mà cứ đòi gặp đúng người đúng thời điểm ai cho thế là dân mạng thi nhau tét tên người hội ép a dưới bài đăng của đào bá lộc vào nghe ngày lý do chưa thoát ấy ai còn đang ép a vào nghe đào bá lộc nói cho biết lý do đây này ăn ngủ không đúng giờ rất mà mấy chị đòi tìm bồ đúng chuẩn thật kỳ quá đi à ấy thế nhưng, không có gì là tuyệt đối, vẫn có người nằng nặc vào xin vía đào bá lộc và mách, ăn ngủ giờ rất chuẩn chỉnh mà vẫn ế sưng ế xỉa là sao đào bá lộc ơi. Lội ngay xuống loạt bình luận của các thánh hóng, người đồng ý hai chân hai tay với đào bá lộc, người khóc dòng vì sao đã làm theo lời lộc rồi mà lộc yêu đương, chưa đổ xuống thân nè. Nhưng mà có sự thật là khi chăm tốt bản thân, yêu bản thân thì không muốn có người yêu. Nay mình phải ăn đúng bữa ngủ đúng giờ thôi để được gặp đúng người. Ờ, à, Lộc đẹp lộc nói gì cũng đúng. Ăn đúng bữa mỗi tội ngủ không đúng giờ nên mới lấy được chồng. Công nhận ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Chẳng trách, hi hi. Ảnh, siêu tầm.